Trời, trái này bị chim ăn mà trời. Ngon ghê. Chắc ngọt lắm. Nè ngon nghe không? Nó hòm hết rồi. Thank you.
mỗi ngày một sản phẩm.
Ok. Thank you.
giờ.
trai á. Thank you.
trời cho tăng được. Đẹp lắm, chỗ ta nói chỗ dành rất
chua quá. Cần ruột này về làm mứt ngon hết chứ sao. Có cái ông kia ông dặn đó mà lại ông chua ông dặn hơn còn nhỏ nữa, không mua về làm mứt tán sớm. Vậy hả? Bán cá rồi đem theo luôn. Tán còn bán cá nữa hả? Ừ, bán cá vỏ, cá khắp mà. Trong này mưa có ngập không chứ ta? Ngập nó mới bị vậy nè. Chứ nó cao lắm, giờ mưa không có thoát được.
xong phim. Thank you.
Thank you.
Nhiều muối dữ ta. Ngọt dữ thật trời.
nhỏ cho anh đi. Thôi em thích vậy. Này mới ngon nè, cũng tự nó có ngon. Cái nhỏ này mới ngon nè. Lấy cho thằng Dương á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bánh bao, món họ, món con, rau, 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 r
con ăn đi nè. Thử ra nha. Ngon không? Nè, con tự múc đi. Con khát nước quá à. Đợi xíu cô cho con uống nước. Hay quá à, biết cầm đũa hay quá à. Út giỏi nhất nhà. Gắn lên tóc mà. Ui. Wow. Cái hộp nó giống như hộp sầu riêng. Ngon ghê á. Vừa đẹp mà ăn vừa ngon nữa chứ.
thêm ổi thôi. Bột lỏ. Wow, cái ruột đỏ ghê luôn á trời. Bé tèo tèo. Thank you.
hơn 40. Còn như đây hả chị? Trời ơi, nó còn nhiều nhìn ngon quá trời. Ở trên cuối bán mắt dưới trời. Trời ơi, mấy cái cuối xịn không bán to bụng. Nhiêu vậy? 20. Sao đẹp dữ hả? Đi đẳng bao dữ vậy? Đi tăng gái. Cây ngọt ghê. Cơm ăn thôi. Nhà dễ đất hay gì mà nó kêu dữ cái trời.
hái về bao lâu mới hái nữa cô? Hái này nếu bữa nay hái nữa thì 10 ngày. 10 ngày hả? Cứ một lần hái cách nhau 10 ngày vậy đó. 10 ngày. Có khi tháng 4 ngày, 4 lần. Tùy theo. Giờ cái này sao hết. Chín cây. Hey. Hết mùa rồi còn có mấy trái rồi trời. Về thôi. Bye.
Đây hả? Ký nhiêu cân? Hả? Ba chục được không? Thank you.
chiên chuối ăn. Nóng quá.
chiên thôi. Ngọt ngay luôn.
bị hư hư mũi rồi, nó cắt quá. Cuốn này nó to ghê. Trời ơi, cái anh Long một ngược. Cái này trời ơi ghê chứ trời. Năm nay trái to mạnh nè. Trái này là thấy yếu rồi đó. Em thấy nó đẹp ghê á. Da nó cũng đẹp nữa. Đẹp mà trái này đằng này cũng không được bự hung chứ. Mà điều cái kéo của anh sao lục quá à. Kéo này. Xài gì? Kéo wow. Có xài đâu. Gõ cho có thì chứ toàn kêu công làm không. Mấy hôm nay làm đâu có kịp đâu, kêu công làm không. Vậy hả? Đâu cắt hả? Trời ơi.
Mệt quá. Ôi, cái nón nó nóng. Thank you.
cái vô đi. Bán điện 1 ký, bán điện 1 ký. Thank you.
rau câu ăn thôi. Rồi, cho nó nguội thôi. Thank you.
sao. Thank you.
cơm lấy gì không? Được không? Được luôn.
đổi màu rồi nè, chắc được rồi đó. Ok. Ra nước rồi đó. Uống mát lắm. Cho miếng đường vô uống là bao phê. Ngoài trắng trong vàng. Bên trong nó màu gì? Thêm một lớp màu trắng nữa. Cái này mới ăn được. Béo ghê luôn.